Thế này, bột chuối đã chín rồi. Ăn đi. Vâng. À, cũng nhỏ. Thế này là đủ ăn rồi. Ôi, có cá ăn rồi. À! Vào với ăn. Con ăn. Cá đây. Chết. Vào. Cá này. Đi vào đó chưa? Đi vào ăn ăn kem đi. Bữa tối của em tối nay. Dạ. Có hai người thôi chị ạ. Em với chồng thôi, hai người thôi. Ăn không hết đâu mà. Vâng. Ăn không hết đâu. Thoải mái. Thế anh phải đánh thêm để bữa tối chứ. Thôi á. Ý, con bằng này làm sao mà đủ. Thế là anh nhường cho em con to à? Còn anh chị có mấy con nhỏ này thôi. Nó mệt rồi. Mệt rồi à? Năm ngoái thì nó chết. Vâng. Vâng. Nó chắc là nó bị ngộ độc đường nước à chị hay như thế nào? Cảnh rất là đẹp. Toàn ở xung quanh toàn đồi núi thôi. Học lớp cô Chẩm. Cô Chẩm có hay quát không? Không. Không à? Thấy cô Chẩm hơn hay cô Bình hơn? Em á? Thế á? Thế có bị phạt không? Không. Ô, hôm nay công khai à? Hôm nay khai à? Nói chuyện nhiều nhất lớp. Chết rồi này. Thế là cô Chẩm hiền nhỉ? Phải cô xem một cô quát cho đứng ở xó lớp kia. Thế là hôm nay khai à? Căng rồi này.